Bạn có tin vào định mệnh? Ôi chết, nhầm kịch bản. Bạn có tin là một chiếc Smart TV Box chỉ có giá 1 triệu đồng có thể chiến ngon được YouTube 4K 60fps hay không? Đây chính là sản phẩm của chúng ta, xem thử nhá. Mời các bạn thưởng thức video để xem là nó có mượt không ạ. Từng khung hình một nối tiếp nhau. Trời ơi, tuyệt vời không? Thế nhưng mà bạn ơi, nhìn chất lượng này. Có đúng là 4K 60fps chưa? Mình đã khóa cứng ở đây rồi mà em đầu này vẫn rất là mượt mà xử lý. Và demo ngắn như vậy thôi, mời các bạn cùng mình bắt đầu ngay video để đánh giá chi tiết về em này, xem là có cái điểm gì đáng mua và điểm gì là chưa đáng mua nhá. Mình là Công, tới từ Review OS. Mức giá của sản phẩm hiện tại là khoảng 1 triệu đồng và chi tiết thì mình sẽ để đường link của Banggood ở phần mô tả của video cho anh em tiện tham khảo nhá. Các bạn nhớ click vào để cập nhật mức giá chính xác nhất của sản phẩm cũng như ưu đãi ở trên sàn. Đầu tiên thì mình sẽ cùng các bạn mở hộp nhanh nhá. Chiếc hộp của chúng ta được làm bằng giấy, nhìn rất là thân thiện và bảo vệ môi trường. Ở phía mặt sau là một số thông tin cơ bản. Mở hộp ra bên trong thì ngay đầu tiên sẽ là chiếc Android TV Box được bọc trong lớp giấy bóng mỏng. Các bạn chỉ cần bỏ ra là thấy ngay em nó, ui nhỏ nhắn, xinh xắn luôn nhá. Đặt ở phía dưới các bạn sẽ có những thông tin cơ bản liên quan tới cấu hình. Bạn có thể đọc thêm để biết được phiên bản chúng ta là bao nhiêu GB RAM, bao nhiêu GB ROM. Đến với phần phụ kiện thì đầu tiên sẽ là một cục để cấp nguồn. Và lưu ý cho mình là cục nguồn này dùng chân tròn chứ không phải micro hay là type C. Nhớ giữ kỹ em nó để tránh là bị hỏng phải đi mua lại hoặc là bị mất. Và tiếp theo của chúng ta sẽ là một cọng cáp HDMI để các bạn kết nối trực tiếp đến màn hình. Cuối cùng thì sẽ là một chiếc điều khiển với lại tông đen tím. Đặc biệt điều khiển này khá là ít nút nhưng mà mình không thấy nút giọng nói đâu cả. Như vậy sẽ không hỗ trợ giọng nói ở trên điều khiển này. Mở hộp nhanh như vậy thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn đến ngay phần thiết kế của em A95X này. Nó nhỏ ra aman này, đúng ở trong lòng bàn tay của mình. Cận cảnh hai em nó hơn để các bạn dễ quan sát nhá. Đối với điều khiển của chúng ta thì như mình đã nói là có khá là ít nút và đặc biệt là không có phần giọng nói. Đối với cái nút này các bạn lưu ý cho mình cái tính năng chuột đây này. Khi bạn bấm vào nó sẽ biến cái điều khiển nó thành một con chuột. Nhưng mà để di chuyển chuột này các bạn cần bấm 4 phím mũi tên. Nó khá là vất vả các bạn ạ. Nói chung là cái điều khiển này thì mình đánh giá nó là một cái điểm trừ nhẹ cho sản phẩm. Và ngoài ra thì điều khiển này là vẫn dùng mắt hồng ngoại các bạn nhé, chứ không phải dùng Bluetooth đâu. Nên bạn cần chỉ thẳng vào sản phẩm để có thể điều khiển được. Chứ còn nếu mà bạn chỉ đông chỉ tây là sẽ không ok. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái Smart Android TV Box này. Một cái nhỏ bé nhưng mà mình thấy rất là mạnh mẽ. Ở bên ngoài thiết kế các bạn sẽ có vỏ nhựa nên là cầm nó nhẹ cực kỳ. Ở phía dưới có 4 cái chân đế này để giữ vững hơn. Còn đây chính là phần tản nhiệt cho hệ thống. Đối với lại phía dưới các bạn sẽ có thông tin. Con chip ở bên trong này sẽ là S905W2, RAM là 4GB, ROM là 64GB, Wi-Fi hỗ trợ 2 băng tần nhé, 2.4 và 5G luôn. Ở phần mặt trên này các bạn sẽ có một cái phần đèn LED ở đây, khi mà cắm điện nó sẽ sáng và thay đổi tùy theo từng tình huống. Nhưng mà có một phần cần lưu ý, đó chính là cái mặt đen ở trên này. Đây chính là làm bằng nhựa bóng và khi mình sử dụng thì chỉ cần một vài ngày thôi, bắt đầu là bị xước râm ở trên này luôn. Nhìn nó kiểu hơi mất thẩm mỹ một tí. Còn cái phần nhựa ở dưới là nhựa nhám anh em ạ, phần này thì không sợ bẩn, không sợ xước gì cả, sờ khá là mịn. Dòng chữ A95X thể hiện model sản phẩm này. Mặc dù là một thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng mà được trang bị đầy đủ cổng kết nối. Đối với lại phần phía sau này, các bạn sẽ có này, cổng AV để cắm những cái TV đời cũ. Đây là cổng quang để kết nối trực tiếp với lại âm ly, các bạn muốn nghe nhạc chất lượng cao. Cổng LAN này, HDMI, rồi là cổng vào của chúng ta, điện vào sẽ là 5V nhá. Ở mặt bên này các bạn còn có thêm hai cổng USB để chúng ta có thể kết nối USB vào đây và xem phim trực tiếp bằng em này. Không thiếu luôn một cổng cắm thẻ nhớ loại nhỏ cho các bạn. Đây là thẻ micro SD. Chưa hết cái hay đâu anh em. Đây là dòng chữ A95X này. Thì khi các bạn bật cái này lên, ở phía trước nó sẽ có một cái màn hình nho nhỏ để hiển thị thông tin cho chúng ta. Nhưng mà bây giờ mình không cắm điện nên là không có cái màn hình này. Thôi, không nói dài dòng nữa. Mời các bạn cùng mình sang luôn cái phần là trải nghiệm sản phẩm. Mình sẽ lắp nó lên cái bộ của mình để xem là em này hiển thị như thế nào, rồi là sử dụng ra sao nhá. Đây là sau khi mình đã setup Android TV Box vào trong cái bộ của mình thì mình đang dùng luôn màn hình máy tính để làm màn hình hiển thị. Mình có kết nối đến loa Bluetooth để chúng ta hạn chế việc dây dợ lại. Đấy các bạn thấy không? Chỉ cần một cái loa thế này là chúng ta xong. Kết nối đến TV Box bây giờ các bạn chỉ cần có hai thứ thôi là đủ. Thứ nhất là một cọng dây nguồn. Thứ hai là một cọng dây HDMI. Hết, không còn dây dợ gì lằng nhằng nữa. Lại còn có thêm một cái đèn LED để trang trí cho TV của bạn. Đèn LED này điều chỉnh được nhá. Có rất là nhiều chế độ. Các bạn vào trong phần Color LED là bạn sẽ nhìn thấy. Đây, mốt 6, mốt 7 này, mình sẽ cho các bạn xem thử. Đó, bạn nhìn này, từng mốt khác nhau này. Mốt 7 này, mốt 8 này, mốt 9 này, mốt 10 này. Thử xem mốt 18 xem nào. Nói chung là có nhiều lắm. Ai mà mua cái này về thì cứ thoải mái tùy chỉnh.
Bạn có 4 cái chế độ ở đây khác nhau để tùy chỉnh: chế độ làm việc, chế độ xem video, chế độ nghe nhạc và chế độ mặc định, để chúng ta sẽ tự động đổi theo từng hoàn cảnh khác nhau. Cái đầu này nó sẽ hiểu là khi nào bạn đang xem phim nó sẽ đổi một kiểu, khi nào bạn đang nghe nhạc nó sẽ đổi một kiểu. Hay đúng không? Chúng ta sẽ có cửa hàng Play để các bạn có thể tải ứng dụng về. Nhưng mà khi vào đến trong cửa hàng Play thì cái điểm bắt đầu không tối ưu nó hiện ra. Đó là bạn sẽ cần sử dụng chuột để chúng ta có thể bấm được nút ở trong này. Không chỉ cửa hàng Play đâu, có một số những ứng dụng ở trong cái Android TV Box này bắt buộc phải dùng con chuột. Và việc di chuột bằng 4 cái phím này, ôi giời ơi, quá là vất vả luôn. Các bạn nhìn này, giữ để nó tiến nó lùi này. Vì vậy nếu như bạn nào mua cái này về, mình khuyến cáo là cắm thêm một con chuột ngoài vào để chúng ta dễ dàng di chuyển những hoàn cảnh này. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể là dùng 4 cái phím mũi tên để giải quyết nhé, đôi khi phải dùng con chuột. Tiếp theo thì mình đã có tải CPU-Z về để chúng ta nhìn được cấu hình bên trong. Nói về con chip sẽ là AMR Cortex A35, con chip này có 4 nhân này, 1, 2, 3, 4, xung nhịp từ 100 cho tới là 1.8GHz. Rồi, muốn chuyển sang device các bạn ơi, mình lại phải bắt đầu dùng con chuột của mình. Và sang màn hình này thì các bạn sẽ có tên model này. Ở phía dưới này mình quan tâm đến dung lượng RAM của mình, 3765MB, tức là 4GB RAM. Rồi tiếp theo bộ nhớ trong là 64GB và đang còn trống là 48,43GB, tức là trống 90%. Đây là con Android TV Box mà mình thấy rằng là có cái dung lượng bộ nhớ trong cực kỳ cao luôn. Trước đây mình dùng mấy em Xiaomi dung lượng bộ trong cực kỳ thấp. Xiaomi mình thấy là lưu được có một tí đã báo đầy rồi. Em này còn trống 90%, các bạn tải game, tải phim gì vào đây cũng được. Và ở bên ngoài này thì mình có thấy những ứng dụng rất là thú vị như là Miracast giúp các bạn có thể truyền hình ảnh từ Android lên. Hay là ở đây các bạn có ứng dụng là Air Screen, bạn có thể truyền hình ảnh trực tiếp từ iPhone lên trên màn hình của bạn thông qua cái đầu này. Ô, mua cái đầu này tiện nhờ, còn truyền hình ảnh luôn, mình truyền thử cho các bạn xem nhé. Đó, như các bạn nhìn thấy là mình đã truyền thành công này. Khi dùng chiếc đầu của chúng ta thì các bạn vẫn có ứng dụng Netflix để các bạn xem phim ở trên này. Mình đã có thử vào Netflix để xem phim rồi thì cái vấn đề duy nhất mình gặp phải là không dùng 4 phím điều khiển được mà mình bắt buộc phải dùng con chuột ở đây thôi. Đấy, di chuyển con chuột nó hơi khó chịu một tí nhưng mà tóm lại là muốn phim nào cũng xem được. Gái già lắm chiêu, click vào được luôn. Để mình thử bấm phát cho các bạn xem nhá, không lại bảo mình là bấm phát không xem được thì sao đúng không? Ok chưa ạ? Tiếp theo nhá. Ôi sao lại thế này? Lại còn phát màn hình nhỏ phía dưới nữa chứ, cho bạn vừa làm việc vừa xem Netflix. Thật không thể tin được. Một ứng dụng rất quen thuộc với chúng ta là YouTube thì rất vui là ở trên cái đầu này hoạt động bình thường giống hệt những Android TV Box khác. Bạn có thể điều chỉnh bằng 4 cái phím này, chỉ tiếc là không có giọng nói thôi, nên là muốn mở cái gì thì phải bấm một tí. Ví dụ muốn tìm kiếm này thì bạn chỉ có bấm chữ ở bên này cho mình một tí nhá. Ở đây mình sẽ chọn ngay là video 8K để test cho anh em. Rồi, 8K nhưng mà xem 4K60 thôi nhá, bởi vì là cái đầu này không lên được 8K, mình đã thử rồi các bạn ạ. Mời các bạn thưởng thức video để xem là nó có mượt không ạ. Từng khung hình một nối tiếp nhau. Trời ơi, tuyệt vời không? Thế nhưng mà bạn ơi, nhìn chất lượng này. Có đúng là 4K60fps chưa? Mình đã khóa cứng ở đây rồi mà em đầu này vẫn rất là mượt mà xử lý. Khi mà sờ vào, nó cũng chỉ hơi ấm lên thôi, không nóng bằng mấy con smartphone đâu. Như vậy về khả năng xử lý video để xem YouTube, anh em cứ yên tâm nhé. Và nếu như mình nhớ không nhầm thì đội Xiaomi khi mà lên đến cái tầm 4K60 này cũng bắt đầu hơi vất vả một tí. Còn em này lên gọi là ngon ơ. Mà theo nhà sản xuất nói là em này chịu tận 8K cơ, nên là 4K60 chắc là chuyện nhỏ. Ở trong phần cài đặt này, các bạn có thể là lựa chọn phần điều khiển từ xa và phụ kiện để chúng ta kết nối Bluetooth với những thiết bị khác. Ví dụ như A8 đó chính là con loa này của mình này, đó, nó báo đã kết nối nhá. Nói về giải tương phản rộng ở trên em này thì các bạn cũng có luôn tính năng là Always HDA để chúng ta luôn luôn là dùng HDR. Nhưng mà bởi vì mình cắm màn máy tính nên là mình chọn Adaptive. Bạn có thể chọn Always nhá. Tiếp theo ở trong này thì có một cái phần mình nghĩ là cũng nhiều bạn quan tâm là những công nghệ âm thanh được hỗ trợ. Thì hơi tiếc là em này chỉ có Dolby Digital thôi. Đây, duy nhất cái này được bật. Còn những cái khác hoàn toàn không được bật, tương đương với việc là không có. Bạn có bật thử lên này thì nó cũng sẽ báo lỗi. Đấy, như thế này, không thể bật được. Một cấu hình mạnh mẽ như thế này thì có chơi được game hay không? Mình đã có tải thử luôn hai game ở đây, Asphalt 9 và BB Racing. Thì BB Racing chơi được, còn Asphalt 9 thì nặng quá, tải không nổi. Và chơi thử luôn nhá. Dùng điều khiển để chơi luôn, không cần những cái tay chơi game ở ngoài. À, mình không mua đâu. Các bạn thấy không? Không biết tí đùa thế nào.
Đấy, đấy, drift như thật, các anh em thấy lắc không? Úi giời ơi, đi thôi bạn ơi. Trời tối mà đua xe thế này là nguy hiểm lắm đấy này, đi mà thật đâm vào ai là chết luôn đấy. Ôi ôi ôi, anh ơi, drift cho em cái anh ơi. Úi giời ơi, dưới biển cũng đi được luôn, các bạn thấy xe xịn không? Này, chết chưa, cái bình này bình nitro rồi, nitro này. Tăng tốc 2 lần, nào ôi anh ơi, đừng ngã anh ơi. Sao anh lại cứ đè đường thẳng anh không đi, anh lại cứ đi vào bụi rậm thế nhở? Rồi, tăng tốc lại nhá. Có một cái vấn đề mình đang thấy là do cái điều khiển của chúng ta ở ngoại, nên là các bạn phải chỉ thẳng cho mình vào cái mặt phía trước của đầu thì bạn mới có thể là điều khiển được. Còn bạn chỉ lệch cái chỗ khác là coi như xong, không điều khiển được luôn. Này, tăng tốc tiếp. Úi giời, đẹp chưa anh em? Có blur motion hẳn hoi nhá, mà chạy vẫn mượt. Rồi, thôi, test thử game như vậy thôi. Và cái phần trải nghiệm chiếc Android TV Box này có lẽ sẽ kết thúc luôn video của mình. Các bạn thấy sao về một em đầu nhỏ, rẻ mà lại có thể chiến tốt được 4K 60fps? Cũng như là bộ nhớ trong của nó rất là lớn, thoải mái lưu trữ luôn, bộ ứng dụng thì cũng không thiếu, ngoại trừ là không có phần giọng nói. Có hỗ trợ tiếng Việt cho anh em nào mà không biết tiếng Anh, đấy, cài đặt vẫn có tiếng Việt bình thường. Đầy đủ bộ ứng dụng dành cho Android TV Box. Mời các bạn để ý kiến cho mình ở phần bình luận của video nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video lần sau của Review OS.